Trước đó vào ngày 14 tháng 12 năm 2023, Bệnh viện Vinmec Phú Quốc tiếp nhận và cấp cứu bệnh nhân Bùi Văn Đáng, ngụ phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán nhồi máu não cấp giờ thứ hai, tình trạng lúc vào viện rất nặng, liệt mặt trái, nói khó. Sau khi đánh giá và nhận định, kiếp trực cấp cứu đã tiến hành tiêu sợi huyết cho bệnh nhân. Sau khi sử dụng thuốc trạng, bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Sau 3 tiếng, bệnh nhân có thể cử động chân và các ngón tay. Ngày hôm sau, bệnh nhân đã có thể cử động lại bình thường. Sau 3 ngày điều trị tập phục hồi chức năng, bệnh nhân hết hoàn toàn liệt mặt, sức cơ bên trái cải thiện gần như hoàn toàn, bệnh nhân có thể đi lại và vận động bình thường.